Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ 30 phút sáng của ngày mùng 3 tháng 6 năm 2022. Rất đáng tiếc là Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì không trả lời trong đợt chất vấn đợt tới, bởi vì là có những cái lĩnh vực nó quan trọng hơn, ví dụ như là lĩnh vực tài chính ngân hàng, vân vân. Nhưng mà rất nhiều người quan tâm tới giáo dục. Báo cáo các bạn như vậy. Đại biểu Phạm Minh Hiền của Quốc hội khóa trước trên cái trang Facebook cá nhân của mình thì có nói rằng là giáo dục là dạy làm người, thì chúng ta phải có những cái hệ giá trị ở đó thì từ đó mới có thể rằng là giải quyết được. Còn chưa có các hệ giá trị thì rất khó. Chúng ta cũng chỉ loay hoay ở trong cái phần ngọn mà thôi. Còn tôi ở trên kênh Trang Trang TV thì chỉ rất rõ cái hệ giá trị mà Bác Hồ đã đưa ra, đó chính là cái 6 điều Bác Hồ dạy. Là chúng ta có thể thấy từ yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, rồi đến câu cuối đó rằng là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thì cái giá trị trung thực nó phải xuyên suốt cả một cái hệ giáo dục, nghĩa là cả một cái ngành giáo dục. Bởi vì giáo dục dạy làm người, mà khi những cái đồng tiền, kim tiền nó lan vào đó thì báo cáo với các bác rằng là chúng ta rất khó có thể dạy dỗ được học sinh, rất khó để có thể đào tạo nên con người. Trong câu chuyện về sách giáo khoa thì có thể nói thế này. Nhiều bác thì không gọi rằng là chỉ thích chửi không, chỉ thích phê phán không, nhưng mà không hiểu về bên dưới. Đặc biệt rằng là thậm chí lỗi của người A thì lại chửi thì lỗi của người A thì lại chửi sang người B, chửi sang người C và quên mất rằng là ai mới là cái lỗi chính. Liên quan đến câu chuyện sách giáo khoa thì ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã bật mí ở trên diễn đàn Quốc hội một cái mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là Bộ trưởng chẳng có cái thẩm quyền gì ở trong cái việc này. Các sách giáo khoa thì được đưa ra từ trong một cái thời gian rất là dài, từ những nhiệm kỳ trước, từ thời mà ông Thuyết đưa lên cho tới cái lúc hiện tại là in sách giáo khoa ra ngoài. Thì toàn bộ cái sách giáo khoa đó thì lại nằm ở trong một nhà xuất bản giáo dục và một nhóm nhà xuất bản. Và sách giáo khoa đó thậm chí nếu như các bác mà đi photo mà mang ra ngoài bán thì lập tức rằng các bác sẽ bị quy một cái nó gọi rằng là bán hàng giả. Hàng giả và đi bỏ tù là chuyện bình thường. Trong khi đó rõ ràng cái phần nội dung sách giáo khoa thì không được thay đổi. Chính vì thế khi mà cái ngày xưa ông Trần Hùng nói với tôi là bắt cái vụ sách giáo khoa giả ấy, thì tôi có nói rằng là có cho tôi cũng chẳng làm. Bởi vì đơn giản đối với tôi, sách giáo khoa đương nhiên là được miễn phí và nhà nước, Bộ Giáo dục nên công bố các bản đó, các bản PDF, các file in ở trên trang chính thức của mình và nhà in nào cũng có thể in. Tôi xin nhấn mạnh lại là nhà in chứ không phải là nhà xuất bản, nha các bác. Nhà in là chỉ có máy in chạy sập sập này này đó và bán tại các nhà sách. Còn nhà xuất bản thì cấp phép nắm bản quyền vân vân. Một cái cuốn sách giáo khoa thì cái phần bản quyền là bao nhiêu và cái phần giá trị sách là bao nhiêu. Chúng ta xưa nay từ nhỏ tới lớn thì chúng ta đều học sách giáo khoa. Chúng ta học như tôi đây là học bằng sách của chị gái để lại đến tận cách 3 năm nhưng vẫn dùng lại tốt. Đâu cần có phải rằng là giấy màu in đẹp đâu, đúng không ạ? Giấy màu in đẹp đâu mà vẫn học được. Chính vì thế là liên quan cái chỗ này thì tôi nghĩ rằng là hình như nó cũng tương tự giống như cái vụ Việt Á vậy. Nó có một cái sự nào đó để rồi hàng triệu cuốn sách được tới học sinh một cách giá cả chúng ta không biết thế nào. Đó là tùy quyết định của họ, đúng không? Các bác tưởng tượng rằng một công ty sách ấy, khi người ta in và người ta phát hành chỉ có khoảng tầm vài nghìn cuốn, thậm chí rằng là vài chục nghìn cuốn là họ đã có lãi rất lớn rồi. Thế mà sách giáo khoa mà in ra đến hàng triệu cuốn như thế này, thậm chí hàng chục triệu cuốn như thế này thì các bác tưởng tượng cái lợi nhuận nó lớn như thế nào và liệu rằng cái ngành này cũng giống như vụ Việt Á hay không. Thế thì câu hỏi là ngành này có giống như vụ Việt Á hay không ấy, thì thông qua cái việc bật mí của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thì tôi nói thật với các bác rằng là các bác đã chửi oan ông Bộ trưởng này. Bởi vì lần đầu tiên như Quốc hội ông ấy đã nói rằng là Bộ trưởng chẳng có cái quyền quái gì để mà can thiệp vào giá sách giáo khoa. Đúng không? Mọi người cứ chửi oan ông Bộ trưởng. Nhưng bây giờ thực tế nó là như thế. Các nhà xuất bản với giá sách giáo khoa là thuộc về Bộ Tài chính. Bên phía của nhà xuất bản thì bên Kim Sơn là quản trị về nội dung thôi.
nội dung thôi. Còn in thế nào và bán giá nào thì nó lại thuộc về bên Bộ Tài chính làm việc với các nhà xuất bản giáo dục. Đó là một sự thật mà rất ít người biết. Cho nên ấy, ông Bộ trưởng Kim Sơn dù có muốn giảm giá sách hay rằng là có muốn được cung cấp miễn phí cho mọi người dân thì cũng không có quyền hành gì. Đây là một sự thật và các bác phải nhìn nào. Thế nhưng ông cũng có một cái là đó là thanh tra toàn diện là cái công việc của nhà xuất bản giáo dục để rà soát lại toàn diện các giá sách của những thứ cấu thành những cái giá sách thì cái này thuộc thẩm quyền và đợt tới chúng ta có thể sẽ thấy được rõ ràng là cái giá sách nó như thế nào, cấu thành chi phí của nó ra làm sao thì các bác sẽ được chờ đợi đợt tới để thấy và chúng ta liệu rằng có một cái vụ Việt Á ở trong ngành giáo dục hay không. Liên quan đến sự việc về sách giáo khoa ấy, thì ngay cả ông bộ trưởng lên thì các bác cứ chửi bới thoải mái nhưng mà các bác quên mất rằng là có nhiều người không hỏi cái câu hỏi đó và câu hỏi rằng liệu có một Việt Á trong ngành giáo dục hay không thì chúng ta có lẽ nên hỏi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Nhiều bác thì cứ nói rằng là yêu ai thì yêu cả đường đi mà ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì đương nhiên là cấp cao hơn là ông Nguyễn Kim Sơn rồi. Một bên Phó Thủ tướng với một bên là Bộ trưởng đúng không? Và các lĩnh vực của ông đấy thì trải đều ra, trong đó có cả ngành giáo dục, ngành y tế. Chúng ta thấy thế này này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không phải là mới nhậm cái chức này, mà đã là Phó Thủ tướng từ tính đến thời điểm ngày hôm nay là 8 năm 199 ngày. Có nghĩa rằng là xấp xỉ là 200 ngày làm Phó Thủ tướng rồi. Và cái sách giáo khoa từ cái thời đó cũng được biến chuyển. Có nghĩa rằng thời gian nó rất là dài, chứ không phải là ngắn. Đó, nhiều bác thì nói rằng là thấy gọi rằng là có những cái gì đấy thì yêu quý quá, rồi bảo rằng là phó thì làm được gì, trưởng thì mới là chính. Nhưng xin thưa phó thì vẫn trên bộ trưởng. Thế tại sao mà lại không 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 không, không. Mà cứ mắng ông bộ trưởng thôi. Để cứ mắng ông bộ trưởng, cứ chửi ông bộ trưởng thôi. Mà lại quên mất rằng là ông bộ trưởng đấy cũng là cấp dưới của một người nào. Và ông bộ trưởng thì cũng mới lên. Còn xuyên suốt của cả một quá trình cải cách giáo dục thì chúng ta có cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Chính vì thế chúng ta mong muốn rằng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đăng đàn để mà trả lời cụ thể những vấn đề mà dư luận quan tâm. Bởi vì đây nó không phải là mới nữa rồi. Phó Thủ tướng đã ngồi cái này là 8, 8 năm là 199 ngày rồi. Nó không phải là mới. Nắm đi trong lòng bàn tay những cái lĩnh vực như là y tế, giáo dục, rồi là văn hóa thể thao và du lịch, lao động thương binh xã hội. Đó. Nắm như lòng bàn tay rồi bộ khoa công nghệ nữa. Nắm như lòng bàn tay trong chỗ này. Và phát biểu rất nhiều. Đúng không ạ? Thế thì cái người mà cần lên tiếng nhất để mà giải thích cho công luận hiểu rõ về bản chất của cái vấn đề này. Tại sao sách giáo khoa nó lại như thế? Tại sao môn lịch sử nó lại như thế? Tại sao cuốn sách giáo khoa nó lại thuộc về bên giá cả sách giáo khoa thì lại thuộc về bên bộ 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 tài chính quyết đó. Tại sao là chỉ có một số nhà xuất bản là được phép xuất bản sách giáo khoa, tại sao lại không cung cấp cái đầu sách giáo khoa đó cho miễn phí để mà ai cũng có thể in ra để mà học được, tại sao thẩm quyền tăng học phí lại thuộc về ủy ban nhân dân các tỉnh chứ không phải là thẩm quyền thuộc về bộ giáo dục và đào tạo. Đó. Rất nhiều câu hỏi tại sao như thế, tại sao, tại sao, tại sao và tại sao. Thì tôi nghĩ rằng là với một người mà đã nắm xuyên suốt cái việc này, đúng, thì trả lời là dễ nhất. Ví dụ như liên quan đến sách giáo khoa, nội dung sách giáo khoa thì đó là ông Thuyết. Và cái chương trình này thì đã được giáo sư sử học Phan Huy Lê là cái hội đồng thẩm định quốc gia là đã phê duyệt rồi. Thì ông bộ trưởng cũng không thể thay đổi được đâu. Báo cáo các bạn là như thế. Thế cho nên ấy, là dấy lên một cái vấn đề để dư luận quan tâm. Thì tôi nghĩ rằng là hay rằng ông Kim Sơn ông ấy cố tình để mà nói như vậy là sách giáo khoa để mọi người quan tâm đến vụ sách giáo khoa này. Rồi từ cái sự quan tâm này thì mọi người mới hiểu được rằng cái bản chất là ông bộ trưởng hiện nay, ông bộ trưởng cũ thì không biết, nhưng ông bộ trưởng hiện nay là có thể nói rằng là không có quyền gì trong cái việc sách giáo khoa. Mặc dù ông ấy đã chỉ đạo thanh tra từ năm ngoái và đến bây giờ vẫn chưa có kết quả.
Thế rồi chúng ta có thể thấy nữa này, vừa rồi ông bộ trưởng, các bác không biết đâu, nhưng bộ trưởng Kim Sơn đã va chạm rất nhiều với cái việc mà cấp bằng tiến sĩ, phó giáo sư với giáo sư. Giấy lên là một chuyện nhá, nhưng mà va chạm rất nhiều khi ông ấy làm chủ tịch hội đồng giáo sư nhà nước thì đã siết chặt cái này lại và va chạm vô cùng nhiều, và rất nhiều người đã phải xin rút khỏi đó bởi vì có cái sự gian dối. Nhưng tôi vẫn mong muốn rằng bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn hãy phơi bày cho dư luận biết, cho xã hội biết rằng là những cái vấn đề trong ngành giáo dục nó là cái vấn đề gì, và để giải quyết được thì giải quyết thế nào, và cái hệ giá trị dành cho giáo dục là thế nào. Còn cá nhân tôi thì vẫn là giá trị trung thực đến hàng đầu, mà muốn trung thực thì phải làm từ các kỳ thi. Với những ai gian dối trong các kỳ thi, quay bài, đổi điểm, tráo điểm vân vân, thi hộ vân vân, bỏ tù. Các nước làm rất nghiêm việc này, đặc biệt là Trung Quốc. Ai mà gian dối là họ bỏ tù ngay. Báo cáo các bác là thế. Thế cho nên ấy, chúng ta cũng phải nghiêm khắc trong các kỳ thi. Chứ nếu không, một ngày tiến sĩ nó cũng được phổ cập như là học sinh cấp 3 vậy. Càng ngày thì những cái chữ tiến sĩ, phó giáo sư với giáo sư nó càng bị hạ cấp xuống, chứ nó không như ngày xưa. Đúng không? Không phải là bởi vì là chúng ta giỏi lên, mà bởi vì chúng ta hạ cái tiêu chuẩn xuống, cho nó có tiến sĩ cổ lông. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.